Chào mừng quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những phút giây nghỉ ngơi thú vị khi lắng nghe chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, trong cuốn Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 7 đoạn 11-12 có viết: Năm thứ 600 trong đời Noe, tháng 2 ngày 17 tháng ấy, vào ngày đó tất cả các mạch nước của vực thẳm vĩ đại bật tung, các cổng trời mở ra, mưa đổ xuống đất 40 ngày 40 đêm. Khoảng 9.000 đến 5.000 năm trước đây, ở tỉnh Sinop tại miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, một sự kiện lịch sử kỳ vĩ ngoạn mục đã diễn ra. Trên thực tế, một số người tin rằng nó đại diện cho bằng chứng rằng đại hồng thủy được nhắc đến trong Kinh Thánh là sự kiện có thật trong lịch sử. Noe, một người tốt bụng, đã được báo trước về trận đại hồng thủy. Ông là người tín thần và đã đóng con thuyền, do đó cứu sống được cả gia đình. Vậy con thuyền ấy đã được tìm ra như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, một sự kiện lịch sử qua nhiều đời kể lại sẽ biến thành câu chuyện truyền thuyết. Ngày nay, người ta nghe những chuyện về Đại Hồng Thủy, con tàu Noe như một câu chuyện cổ tích thú vị mà không nghĩ rằng nó thật sự tồn tại. Cho đến khi con tàu Noe được tìm thấy tại núi Ararat, Thổ Nhĩ Kỳ khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Những bằng chứng chứng tỏ rằng Ararat là nơi dừng chân cuối cùng của con tàu Noe có rất nhiều. Beros, nhà sử học người Chaldi, khoảng năm 280 trước công nguyên đã nói về con tàu đỗ tại Armenia. Ông cũng kể rằng cư dân ở vùng này đã dùng những mảnh của con tàu lớn làm bùa hộ mệnh. Joseph Flavi, nhà sử học người Do Thái thế kỷ 1 khẳng định trong một tác phẩm của mình rằng một vài mảnh của con tàu vẫn có thể tìm thấy hiện nay tại Armenia. Cũng trong thế kỷ thứ nhất, nhà sử học Nikolai Damaskin đã nhắc đến núi Ararat, nhưng dưới cái tên Baris. Ở Armenia có một ngọn núi lớn tên là Baris, trên đỉnh núi của nó có một con tàu bị mắc cạn từ thời Đại Hồng Thủy. Trước khi tới thăm ngọn núi này vào năm 1316, giáo sĩ Odorique, người Franciscan đã viết: Những người dân địa phương kể cho chúng tôi rằng không có ai có thể lên được ngọn núi ấy bởi Đức Tối Cao không muốn điều đó. 40 năm sau, ngày John Maniville, khi quan sát ngọn núi này và thử tính độ cao của nó đã viết: Trên đỉnh núi đến tận bây giờ vẫn còn con tàu Noe, và trong những ngày thời tiết tốt, người ta có thể nhìn thấy nó từ xa. Nó phải cao ít nhất là 7 dặm. Vào thế kỷ 17, Adam John Slager, nhà thám hiểm, nhà văn người Đức đã nhắc đến núi Ararat trong tác phẩm Những chuyến thám hiểm và du ngoạn của các sứ thần của mình. Những người Armenia và dân vùng núi tin rằng trên ngọn núi này đến giờ vẫn còn những mảnh của con tàu, do thời gian đã bị cứng lại như đá. Năm 1840, dưới danh nghĩa nghiên cứu hậu quả trận động đất đã phá hủy toàn bộ làng Ahor và cả nhà thờ, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chuyến thám hiểm. Những công nhân người Cớt được thuê để dọn đá dăm và rác đã phát hiện thấy những mảnh gỗ lạ hình như là của một con tàu lớn. Không lẽ đó chính là những mảnh vụn của con tàu Noe? Những chuyến thám hiểm chính thức đầu tiên trên đỉnh Ararat mà chúng ta biết đến được tiến hành vào tháng 10 năm 1929. Đứng đầu là Friedrich Barrot, một người Đức, giáo sư triết học thuộc trường tổng hợp Dep, hiện nay là Tartu, Estonia. Trong những ngày trước cuộc leo núi, ông đã được cha xứ của nhà thờ nhỏ trên sườn núi cho xem bức tranh thánh vẽ trên mảnh gỗ làm từ những mẩu của con tàu Noe. Vào năm 1916, trong thời gian băng tan, hai phi công Nga bay dọc theo biên giới Armenia từ phía đông bắc và nhìn thấy trên sườn núi Ararat một cái hồ gần như đóng băng hoàn toàn. Khi bay lại gần, hai phi công này thấy một vật giống với thân của một con tàu lớn gần chìm hẳn dưới hồ. Con tàu bị mắc cứng trong lớp băng. Trên boong tàu có thể thấy hai cột buồm ngắn và chiếc cầu con nằm ngang. Thông báo này được chuyển tới St. Petersburg và nhà vua đã ra sắc lệnh cử hai đội kỹ thuật tới Ararat để nghiên cứu. Khoảng 2 tháng sau, đoàn thám hiểm tới nơi và bắt tay vào nhiệm vụ. Đó đúng là một con tàu có kích thước khổng lồ với hàng trăm khoang hành khách và rất nhiều gian phòng có trần cao hơn bình thường. Họ đã chụp ảnh, đo đạc con tàu và lập báo cáo gửi Nga hoàng. Nhưng giao thông giữa Ararat và St. Petersburg bị gián đoạn nên Nikolai đệ nhị đã không nhận được báo cáo. Và sự tồn tại của con tàu một lần nữa lại bị gác lại bởi những biến động của lịch sử, cho đến khi sự tồn tại của con tàu Noe dần dần được khẳng định nhờ các công cụ hiện đại và hiện diện của CIA. Năm 1943, trong Thế chiến II, giữa Mỹ và Liên Xô tồn tại một cầu hàng
không để cung cấp vũ khí, đạn dược giữa căn cứ ở Tunisia và căn cứ Liên Xô ở Erevan. Trong thời gian diễn ra hoạt động nói trên, hai phi công Mỹ khi bay qua Ararat đã phát hiện thấy sườn núi có một vật giống như con tàu lớn. Tò mò bởi cảnh tượng lạ lùng, trong chuyến đi sau đó, họ bay gần hơn và có thợ ảnh của căn cứ đi cùng. Một vài trong số những bức ảnh này đã được đăng trên tờ tạp chí châu Âu Fields và Stars. Những năm 1950-1970, các cơ quan tình báo của Mỹ hoạt động rất tích cực tại vùng Ararat. Máy bay do thám loại E-2 và CP-71 đã tiến hành hàng trăm chuyến bay để không bỏ sót bất cứ hoạt động khả nghi nào của quân đội Xô Viết. Và núi Ararat là một trong những điểm nóng nằm trong tầm ngắm của cơ quan này. Mùa xuân năm 1960, các phi công của phi đội 428 thuộc lực lượng tác chiến của không lực Hoa Kỳ có căn cứ tại Adan, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhìn thấy và chụp một vật giống với một con tàu, giống với hình một con tàu lớn trên sườn núi ở Ararat. Những bức ảnh này được lưu vào hồ sơ lưu trữ của CIA và đã thu thập trong thời chiến tranh lạnh và ngày nay đã bắt đầu được công bố. Đã có hàng nghìn bức ảnh về con tàu trên ngọn núi huyền thoại này được chụp từ các máy bay Mỹ. Năm 1973, Porcho Taylor III, giáo sư trường tổng hợp Richmond, lần đầu tiên công bố rằng các vật thể trong ảnh chính là con tàu Noe huyền thoại. Tiếp theo, những công cuộc khai quật và nghiên cứu được tiến hành một cách nghiêm túc cho thấy đích thực có tồn tại một con tàu khổng lồ, chở theo nhiều người và gia súc yên nghỉ trên ngọn núi Ararat. Phần đầu tiên của cuộc nghiên cứu này là kiểm tra vật thể và đo lường kích thước của nó. Vật thể trông giống phần thân của một con tàu lớn, một đầu nhọn là mũi tàu, còn đầu kia bò lại là đuôi tàu. Khoảng cách từ mũi tàu đến đuôi tàu là 160 mét. Trên mạn phải của con tàu, gần đuôi có bốn thanh lồi ra khỏi phần đất bùn cách đều nhau, được xác định là các sườn khung của thân tàu. Đối diện với chúng, ở bên mạn trái có một thanh sườn cũng lồi ra khỏi đất bùn. Gỗ của con tàu đã bị hóa thạch, các chất hữu cơ đều đã bị thay thế bằng khoáng chất, chỉ còn lại hình thù và dấu vết của các thanh sườn tàu, gỗ đều đã hóa thạch và xói mòn từ rất lâu trước đó, nhưng chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy hình dáng uốn cong của nó. Xung quanh đó là rất nhiều sườn khung khác, phần lớn bị chôn vùi trong đất, kiểm tra kỹ đều có thể thấy được. Con tàu này nằm giữa một dòng bùn khô, căn cứ theo vị trí của con tàu và dòng bùn, có thể thấy rõ vật thể này đã bị cuốn trôi cùng dòng chảy của bùn, cách xa khỏi vị trí ban đầu của nó khoảng 1,6 km. Các nhà địa chất học tin rằng ban đầu con tàu này nằm ở vị trí cao hơn chỗ hiện tại khoảng 300 mét và bị bao bọc bởi một lớp bùn cứng hơn. Họ cho rằng vào năm 1948, một trận động đất đã phá vỡ lớp vỏ bùn cứng ấy, khiến con tàu lộ ra. Điều này cũng được dân làng xung quanh đó xác nhận. Mắt người chỉ nhìn được vật thể nhờ ánh sáng phản chiếu từ nó. Để nhận ra những vật thể nằm bên dưới mặt đất, các nhà khoa học sử dụng sóng siêu âm xuyên qua mặt đất. Kỹ thuật này thường được dùng để xác định vị trí dầu mỏ và các khoáng chất khác. Thiết bị để làm việc này được gọi là radar xuyên đất, máy GPR. Kết quả radar scan, radar ngầm đã giúp xác định rõ các cấu trúc bên dưới mặt đất. Chúng hoàn toàn đối xứng và có bố cục rất hợp lý. Đây là những kích thước chính xác như được mô tả của con tàu trong Kinh Thánh. Radar cũng cho thấy nhiều cấu trúc cây gỗ bên trong thân tàu. Kết quả phân tích cho thấy chúng là những thanh gỗ sống tàu, sống phụ, mép tàu, các buồng ở, các buồng động vật. Con tàu có 3 tầng, cánh cửa phía mũi mạn phải, hai cái thùng lớn ở gần mũi tàu kích thước 14 x 24 inch và một giếng trời nho nhỏ ở khu vực chính giữa con tàu để thông khí cho toàn bộ 3 tầng của con tàu tiền sử vĩ đại này. Dữ liệu này không tương ứng với kiến tạo địa chất tự nhiên, chúng là những cấu trúc nhân tạo. Ron Wyatt, một nhà nghiên cứu cho biết, có lẽ khám phá quan trọng và đáng kinh ngạc nhất thu được từ hiện trường là một miếng gỗ đã hóa thạch. Khi mới được tìm thấy, người ta tưởng rằng đó là một miếng gỗ đơn thuần của sàn tàu. Nhưng khi kiểm tra kỹ lưỡng hơn, hóa ra miếng gỗ này bao gồm 3 tấm ván khác nhau, được cán mỏng sau đó gắn chặt với nhau bằng một loại keo dán hữu cơ. Nó rất giống với cách chế tạo gỗ dán của chúng ta ngày nay. Gỗ dán có sức bền lớn hơn nhiều so với gỗ thường. Điều này chứng tỏ con người cổ đại đã sở hữu trình độ công nghệ rất cao. Ngoài ra, tại hiện trường, các nhà khoa học cũng thu thập được rất nhiều mẫu vật hóa thạch của đinh tán, xương và phân động vật, mỏ neo, v.v. Dựa trên những dữ kiện lịch sử và nghiên cứu trên, ta có thể chắc chắn rằng xác thực có một con tàu khổng lồ đã hóa thạch ở vùng núi Ararat, Thổ Nhĩ Kỳ, và gần như chắc chắn nó chính là con tàu huyền thoại Noe. Vào ngày 20 tháng 6 năm 1987, Thống đốc của tỉnh Agri của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố với thế giới rằng Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Atatürk
cơ quan khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận vật thể hình chiếc tàu trên ngọn núi Ararat tại độ cao 2.000m so với mực nước biển ấy là con tàu của Noe. Khu vực này trở thành công viên quốc gia, báu vật quốc gia của họ. Đây là một trong những phát hiện lịch sử học và khảo cổ học vĩ đại nhất cho thấy Đại Hồng Thủy và con tàu Noe là sự thật. Con tàu Noe là có thật và trận Đại Hồng Thủy là minh chứng cho một thời kỳ văn minh rực rỡ trong lịch sử đã bị hủy diệt. Đã có rất nhiều nền văn minh bị vùi lấp khi nhân loại đạo đức trở nên bại hoại, có thể do Đại Hồng Thủy hoặc dịch bệnh. Trận dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện nay khiến chúng ta phải nhìn nhận lại bản thân. Khi Noe biết trước và tin vào lời chỉ bảo của thần, ông và gia đình đã sống sót. Còn những người không tin đã bị Đại Hồng Thủy nhấn chìm. Vì thế, chúng ta cần phải sống theo đúng tiêu chuẩn đạo đức mà thần Phật đã giao cấp cho con người. Đó chính là các giá trị chân, thiện, nhẫn, làm một người thiện lương, luôn nhẫn nại, kiên trì trước khó khăn, luôn trung thực và trở thành một con người chính trực. Nhất định chúng ta sẽ được thần Phật bảo hộ. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ những điều ý nghĩa này cho người thân và bạn bè. Chúng tôi mong muốn nhận được những bình luận của quý vị và các bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 20:30 tối thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.